Rồi 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 thêm hồi nãy nghe thoáng thoáng là như Bác Ngư muốn hộ hộ kiệt hả, hộ thiên tướng kiệt hả, nói cho nghe nghe âm thanh đi. Bởi vì tôi đã cá nhân tôi nghĩ ngài là Minh Vương, rồi cá nhân tôi nghĩ cái người mà Việt Nam đang cần gần đây, thế giới đang cần những ngày sắp tới nữa, cho nên ngài có hai cái lãnh nhiệm vụ, cái trách nhiệm về sứ mệnh, cho nên Nói anh Minh Dương hay không á thì để từ từ chưa về cái là hộ hộ kiểu này là giống như đưa mình lên nhận quả cho mấy thằng kia nó nẻ, trứng rồng chưa có nở còn đang nằm cà lăng ngay chỗ này chọt chót ở đây thôi à. Minh Dương nào đâu mình đâu thấy mình để như Đức thầy Thầm. ông tuyên bố chứ bây giờ chuyện của đó là chuyện của Đức Thầy đâu phải chuyện của mình đâu. Chưa vậy hộ đó, bác uống thuốc đều đều mạnh khỏe là tôi mừng rồi. À, tôi cũng xin nói một lần chót, tất cả những gì tôi đã phát biểu đó là vì sư phụ thường nói là tôi biết cái tâm mong thầy về còn hơn cho nên cái điều này tôi phải nói cho quý vị biết thêm về vấn đề chúng mình vũ trụ giữa cái đạo thiên tâm cũng là đạo Ngọc Đế muốn cứu chúng sanh lần chót, chúng mình vũ trụ dân lệnh của Ngọc Đế dân lệnh của hai vị Phật tổ vào Phật Bà Quan Âm Nam Hải đó là dình cái đạo Phật để trường nối hai đạo, chỉ còn sau này chỉ còn hai đạo thôi, đạo Thiên Tâm và đạo Phật giáo Phật rồi mà thôi, cho nên tôi tin vào đó nên tôi mới có thể tôi mới dám nói lên những điều này, nếu mà tôi không hiểu em tôi đâu có dám nói. Hôm nay thì tôi xin tất cả gì tôi có sai nhất trước là sư phụ, nhì là quý vị tha thứ cho tôi, xin cảm ơn. Đạo Thiên Tâm á, là đầu tiên trên đọc thánh chỉ cho Thiên Tướng Kiệt này á, là Pháp Hoàng Trần Nhân Tông. Đức Thầy là người giáo huấn về bên đạo à, nhưng mà ở Việt Nam có một vị Phật của nước Việt, riêng nước Việt, đó là sư phụ của Pháp Hoàng Trần Nhân Tông. Thì ngày đầu tiên á, ngày à, ngày nói á, con giống như con là đệ tử của ta thì cứu dân độ thế, thì là nguồn gốc là hai vị Phật của nước Việt, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Đức Thầy, hai người trực tiếp dạy ra cái đạo Thiên Tâm này. Sau đó chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, rồi tất cả hội đồng chư Phật nữa, trong đó có tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Đặng Ma, rồi có Hòa Thượng Tế Công, rồi có mấy Phật Thích Ca, những vị Phật. Nhưng mà mấy vị Phật kia là vô vi, nhưng mà mình mấy vị biết mình rồi đó, vô vi ấy, nhiều khi nói chuyện dễ hơn tại nó không có tốn wifi, biết không, không cần dial số nữa. Thì đó là cái xương thường, nhưng mà cái đạo là những tất cả những vị Phật đó đều tuân lệnh của cha của mẹ. Mẹ ra hai bài kính thiên, kính thiên đã chiếu xuống trần. Hôm nay kính thiên á, cái dấu hiệu thiên tâm nó mới vừa hiện lên ở Sài Gòn á. Hai gì à, cho nên mình nói một mình Đức Thầy á, mà cái đạo thiên tâm cũng không đúng, nó có Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong đó. Tại cái chiếu chỉ đầu tiên là do Phật Hoàng Trần Nhân Tông hạ chiếu chỉ xuống, con là con của thiên thượng, hôm nay xuống trần làm những chuyện vậy. Rồi sau đó Đức Thầy ấy là người truyền giáo dạy cái chuyện này, lớn lên ở Mỹ kỹ sư biết làm gì, biết ốc dít sắt nhôm thôi à. Thì nhưng mà ngày hôm nay lên trên mạng nói chuyện kiểu này ấy, là tất cả nhờ các chư vị đó. Rồi bên Kỳ cũng không có hiểu về chính trị thì cũng phải nhờ ngài Trận Đạo là vua nước Việt, gọi là bên Hồng Thiên Sông Núi, ngài Lê Việt, Nguyễn Thái Học,
với ông mà coi hết quân lực á, giống như bộ trưởng bộ quốc phòng, giống như ông tướng Lê Anh Giang bây giờ vậy đó, mà nhìn mặt đời phải không, thì là ngàn mũi ông trực. Rồi sau đó có những vị vua khác nữa, giống như vua Quang Trung, ông Trần Quang Khải, ông Sơn Tinh Thủy Tinh, núi Ba Vì, ông gì nhiều lắm, thần Hà Nội, thần Bến Nghé, thái thượng hải quân 1 tỷ, giờ ngồi không nhớ tên hết. Thì bên đó là dạy về chính trị mấy ông thần, bên đây mấy vị Phật thì dạy về đạo đức, nhưng mà đạo đức là chính. Thì từ đó mình mới biết được mấy cái này, chứ giờ không có mấy gì là mình đâu biết. Cho nên nói về sư phụ rất là nhiều sư phụ, cả mấy ông thần cũng có thể nói là sư phụ luôn. Tại vì mấy ổng không có dạy chính trị, mình đâu có biết là con đừng có lo, sau này việc trò thể chế mà vô thần á, tất cả nó sẽ đồng bộ và nó sẽ thay đổi cùng một lúc. Của Sisa sẽ trả về Sisa, là giống như Hoàng Sa Trường Sa vậy, mình hay kể mấy clip cũ không. Rồi sau đó một cái thể chế mới, một cái nước mới gọi là Trung Cộng mới, và một cái nước Việt Nam mới, thì nó sẽ trả lại Nam Quan, nó sẽ trả lại Hoàng Sa Trường Sa cho con của ông trời. Chỉ có chân mạng thiên tử mới lấy lại hết tất cả những gì của cha của mẹ. Cả cái quả địa cầu này của mẹ lập ra, của cha lập ra, không của riêng một cá nhân nào hết. Thì khi một đứa con nó xuống muốn gì xin, thì những vị thần ở những cái lãnh thổ, ví dụ như mình muốn lấy Hồng Kông hay Quảng Đông, Quảng Tây, họ có người Việt nha, một trong trong giống Bắc. Mình không có cần tốn đóng tỷ tỷ mua vũ khí để đánh đánh qua Quảng Châu nữa. Mình chỉ tốn 3 cây nhang thôi, ra ngoài đó mua chừng bó nhang nha, đúng rồi, đặt cái bàn chừng dĩa trái cây. Con muốn lấy lại Quảng Châu, Quảng Tây, thì mấy ông thần ở đó ông đồng ý là từ từ là xây chuyển là xong. Cũng giống như cái kiểu mà 40 cây số xe tăng bị đông lạnh vậy đó. Nhưng mà đâu phải ai cũng làm được, đúng không? Ủng hộ Hoàng Sa. Còn cái nước Việt á, về mặt đời, cái gì nói là Hồ Chí Minh bán nước cho cái đảng Cộng sản thế giới lâu rồi. Không có những bàn tay nhiệm màu của thế giới vô hình, của cha, của Phật, thì nước Việt cũng giống như là Hoàng Sa, nó ra nó tuyên bố là Nam Sa. Nước Việt nó lên chỗ Lăng Ba Đình, nó tuyên bố đây là một cái tỉnh của Phúc Kiến. Thì bây giờ mình đâu còn chữ Việt Nam, ai đi vô Việt Nam là đi vô Nam Kiến, phải không? Nó đặt tên là Phúc Kiến, là nước Việt Nam mình nhỏ xíu thì đặt là Nam Kiến. Thì vô Sài Gòn thì nó đặt là nó đổi tên lại, nó không đặt đổi tên lại là Tập Cận Bình, chứ nó đâu để là thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì đổi tên chứ ạ. Còn Hà Nội thì đặt tên là Mao Trạch Đông. Có quyền chứ bộ, nước của tao, tao muốn đặt tên thì tao đặt. Kiểu rồi dĩa hết mấy, bà, mấy cái tên đường bằng chữ Tàu. Tụi mày đọc được thì đọc, còn đọc được thì đi học, tụi mày đi lạc đường ngắn chịu. Nhưng 3 tháng lại cũng mới học chữ Tàu hết xong luôn, đúng không? Nhưng mà ông trời đâu có để cho dễ dàng, nếu không nếu không thì giờ ở đâu có sắp sửa chia năm sẽ bảy đâu. Người tính không bằng trời tính. Cái gì nói trời ơi, mấy cái tụi thiên ma này á, tụi nó Atula không à, xuống trần nó khôn, nó tính chu đáo lắm. Nào là đường cắt lụa đó, tơ lụa, rồi nó đặt mấy cái khu quê khắp Âu Châu, rồi bán dẫn, rồi qua đây ăn cắp 3 cái IP của Mỹ, di mạch của Mỹ, rồi bỏ tiền đi mua đóng đất ở bên Mỹ nữa nè. Bữa nay bên Texas về tao đấu cho mấy người Trung Cộng qua mua nữa. Ở Việt Nam mình á, thì nó đặt ra mấy cái nó mua đó, lấy mua sổ đỏ mình bằng cách nó lấy tiền rồi nó đi vùng quê á, ai mà có cái ID á đánh bài cái là về nhà thua, không thua nó thì về nhà lấy sổ đỏ ra đưa nó, xong thì nó lấy đất mình kiểu vậy đó.
Cho nên coi chừng nó sắp sửa là làm một cái bản tuyên bố đây là Nam Kiến, tức là nước Việt Nam nó dẹp đổi Nam Kiến, tỉnh Phúc Kiến. Tại cái lá cờ đó, lá cờ đỏ sao vàng á là y chang như của Phúc Kiến. Bây giờ ở trong phòng này có nhiều người ta, bây giờ ở đây quý vị nào nói giơ tay lên nha. Bất ngờ có thể là thí dụ nè, mình nói mình giả thiết mình đang ở thời phong thần thì mình nói chuyện phong thần chút xíu cho vui nha. Giả sử như phong thần hai thiệt, nước Việt có vua thiệt, mình nói giả sử thôi, nào ngoan ngã mạng nha. Kiệt là vua thiệt, quý vị có nghĩ ổng làm quân sư cho Kiệt được không? Giơ tay lên ai nói không được đâu, ai đâu có không dám giờ, sợ ông quýnh, ông quýnh không có tới đâu được lắm. Chứ bây giờ Lưu Bị mà cầm quân đi ra trận mà Khổng Minh á nói kiểu vậy sao quân sư nổi. Lấy microphone nói chuyện. Cái gì vụ gì vụ gì? Ở đời người ta nói về này, nhìn mặt mà bắt hình dong. Con heo có béo bộ lòng mới ngon. Nghĩa là sao? Thì trời, con heo nó mập chương mà. Mình dốt mà nó dễ nghe chút. Mình đâu phải là nữ chương dương gà là con sĩ quan Đà Lạt đâu. Trời, con heo nó mập mập á thì cái bộ ruột nó mới ngon chứ. Còn cái con heo nó gãy về làm sao bộ ruột nó ngon? Con heo ghẻ không mà cho ngon ruột nó ngon được. Ý là cho nên ta nói là nhìn mặt mà bắt hình dong, con heo có béo bộ lòng mới ngon. Thật sự á, quý vị đều sai. Cứ nghĩ ông làm quân sư được, chuyện đó ông làm được á. Bây giờ ông Thiên Ánh á, dạng ổng hồi năm ngoái chết á, bây giờ á, là trở thành trẻ ba mấy tuổi đúng không? Chạy lon ton ra Đức Thầy. Quân sư này còn hữu hiệu hơn nữa. Quân sư không có thằng thân người là đi vô mấy cái tòa bạch ốc hay là đi lại kia nghe lén rồi về báo cáo lại mình còn lợi hại hơn. Quân sư này bỏ cái xác này là bả cháy luôn. Không, mình nói là ổng làm quân sư là số 1 rồi, nhận cao đồ làm quân sư nhận rồi hả? Tại vì ổng mai mốt á, ví dụ mình đang họp phải không, cái mình nói quân sư cao đồ ngư đi vô họ nghe thử cái Biden đang bản gì về báo cáo lại, về ông báo cáo liền. Tưởng tượng là không làm được, được hết. Trời ơi, tiên nữ rồi đâu phải Trần Giang. Trần Giang đâu có khôn kiểu này. Trần Giang ngủ mê dưới, đi lòng vòng dưới lầu rồi nè, đâu có hiểu trên này. Mình nói tiếng trời không à. Đây là cô tiên tầng cao lắm á, cho nên trí tuệ rồi siêu quần hơn người thường. Bữa nay ở Sài Gòn á, tại nãy thì muốn cho coi cái hình dấu. Sao cái này là không được? Có cái hình là dấu thiên tâm nó chảnh, chị có thấy cái đó không? Nhiều người không thấy á, tính bỏ lên màn hình nhưng mà mới sao bỏ lên được. Chắc cái dấu thiên tâm xuất hiện sẽ có làm sao mà cái này nè
để hả? Hai cái thằng này làm sao mà vô? Something wrong. Nên chỗ này có nhiều cái phải học hỏi mới được. Kính à, ông quay là cái ống kính này thử căng bấm vào cái ống kính này coi thử cho nó ra hình đó không. Để dịp nó đó đi. Đại khái quý vị đi coi trên mạng, đó là dấu thiên tâm thiệt đó, hiện trên bầu trời Sài Gòn. Kính thiên đã chiếu xuống trần rồi đó. Đó là giống như cái kính thiên vậy đó. Đó là giống nên thời nay á, mình đừng có tưởng là cái trí óc của con người của mình, của mấy nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc và dùng hai cái bộ não mà hơn được bề trên không có. Cơ vận thì hôm nay nước Việt mình á, nó cũng giống như một bản nhạc phải không, mới cái dạo khúc đầu thôi thì bây giờ mình thấy ngất ngư rồi đó, là mình thấy hai bác phó thủ tướng rớt đài, tới cái bác Phúc rớt đài, nó thêm cái khúc thứ nhì nữa. Tại một bản nhạc nó nhiều khúc đó mà, mới có một khúc thôi là vậy rồi. Rồi khúc thứ ba cái là thế nào á, là bây giờ dân bắt đầu đói đói là ngất ngư đúng không. Cái Tết mà không có tiền ăn Tết thì nghĩ làm sao mà sống nổi qua một năm. Cái khúc nó đi bản nhạc mà đi từ đoạn, đoạn cuối cùng là gì biết rồi đó. Thuận thiên sẽ thắng nghịch thiên, những đứa con của ông trời sẽ thắng những đứa con của ma quỷ. Ở mọi tầng lớp, từ trong gia đình, trong xã hội, trong cấp xã, cấp phường, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp trung ương, đều lẫn lộn hết. Có chánh và tà lẫn lộn. Đó, mình nên hiểu như vậy. Không phải mình nhìn mặt ai á, là đẹp trai mà áo vét mà nó là chánh đâu. Tại tụi tà nó thích che chuốt á, phải không? Rồi mặc đẹp trai được không, ăn nói ngon lành, rồi áo vàng được đó, nó coi chừng á, bê đê không á. Ở sau lưng là có marketing, rồi có dư luận viên nữa để mà làm cho con của cha mẹ u mê, không có nhận giặc làm cha, không có biết thượng đế, không có biết cái thời tận thế, không có biết Phật Di Lặc ra đời, không biết Chúa Giêsu tái lâm. Họ hoàn toàn họ vô minh mấy cái đó thì là họ bị đọa, không có được đạo. Đó là ma quỷ nó muốn chúng ta cứ ở mãi cái thế gian này, không có muốn chúng ta về trời. Cho nên nó không có tin là cái thuyết Chúa Giêsu tái lâm, nó cũng chẳng tin Phật Di Lặc ra đời, nó cũng chẳng tin Đức Quỳnh Phú Sổ, nó cũng chẳng tin Thượng Đế là ai, cốc không biết luôn. Cho nên lên mạng cứ việc nói mà mẹ đã dạy từ những ngày đầu, mỗi chúng ta phải có chánh kiến mình mới phân biệt được thật với giả. Còn mình không có chánh kiến á, là mình cứ chấp theo chấp tướng, chấp theo hình tướng á, cái đó là lỗi của mình á. Phải lỗi có kiệt nha. Bây giờ thí dụ như những ngày đầu 3-4 năm trước, Kiệt mà được huấn luyện trong
trong nhà báo hay là những người ăn nói lưu lót hay làm phóng sự. Nghĩ quý vị nghĩ mình hôm nay mình có mấy chục triệu người hiểu là thời tận thế, hiểu về thiên tâm không? Cũng khó phải không? À, bởi vì nhà báo nó láo ăn tiền mà. Còn mình nói cái gì cũng là thật tâm. Mình không có, mình thứ nhất chỉ riêng là tiền bạc là mình không đụng rồi. Nhưng mà cái đó ở ngoài đó họ không có cần biết chuyện tiền không tiền. Nghe đó lọt lỗ tai không. Còn nghe ma quỷ á, nó nghe cái âm thanh điển thanh con của những vậy này, thì nó chịu không có nổi. Nhưng mà ngược lại cái điển thanh này là thuốc đắng để tẩy những cái trược trong người ra. Người mình á, có trược làm cho mình cứ mơ mơ ảo ảo, mơ mơ hồ hồ, không có biết đâu là thật, không biết đâu là giả, giống như mình đi trong sương mù vậy đó. Thì nhờ cái điển thanh này á, mà độ được biết bao nhiêu người ở thời này. Nghe clip hay là có một cái kinh kịch đọc để trên mạng tiếng máy, hoặc là nghe ca đó, này, công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, cái đó cũng là một cái âm thanh, cũng là độ, mà cái âm thanh mà tùy theo bản nhạc nghe. Ví dụ mình ca bản này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng là mình độ được ai? Mình độ được mấy bác hát ô mà hận thù đầy mình, mà hôm nay có hạ quả xuống một chút, và này nó nói có cơ hội. Cờ vàng, cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng để treo Dinh Độc Lập lại. Ủa cái chuyện mà khó tin mà hằng nãy nói bây giờ cũng gần sắp sửa thiệt. Cái mình ở trên mấy clip cũ có phân tích rồi. Bây giờ ngoài cái lá cờ đó làm sao hàn gắn được dân tộc quốc và quốc ngoại với quốc nội được. Ngoài cái lá cờ đó ra đâu có lấy lòng được quốc hội Mỹ. Ngoài cái đó là ngoài cái lá cờ đó ra dân ba miền đâu có đoàn kết, tại vì Bắc Trung Nam giờ cũng chia rẽ. Tại cái lá cờ đó của vua Thành Thái xưa 538 treo ở Hàng Xanh rồi, chỉ có ma quỷ nó bán nước cho Mao á, nó mới treo cái cờ kia thôi. Cái cờ đó đâu có phải là của ai đâu, cũ rồi phải không? Còn để nhất Cộng Hòa, để nhị Cộng Hòa, cái đó là chuyển tiếp. Cho nên nếu mà sau này dân hiểu rồi đó sẽ dùng lá cờ đó. Nhưng mà lá cờ lại gì không? Bùa da vàng máu đỏ, đô la là cũng lá cờ đó. Lấy lòng tin của thế giới Di Mạch đồ hay là công ty cũng là nhờ. Quý vị cho nói mà Đức Thầy có cái bài sắm đó: cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Lóc cóc nghe thằng nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tu. Sao lại đi tu? Tức là lóc cóc là cái bài thơ như vậy. Mang thân đi học là học chữ quan đã lạc. Mang thân đi học rồi lại đi tu là bị sao 75 thì bắt ngoại. Rồi lại đi tu tức là vợ mà đi ra thăm nuôi ở ngoài miền Bắc á, là đâu có đồ ăn gì đâu, ăn cực khổ, ăn muối đồ cơm nữa, là giống như tu vậy đó. Đi tù rồi đi tù, đó là mấy vị trí gì đó. À, hồi xưa mấy cái bác hát ô á là phải chịu khó đóng cái màn kịch. Màn kịch này cũng hơi căng đó nghe. Nhưng mà thời đó những cái năm 79-80, chạy tù Nam Hà, Bắc Hà, Nam Ninh hay những cái chạy tù gì ngoại đó thì không có rành. Mấy bài cơ này á là mấy vị an ủi: đừng lo con, thần tự do sẽ lo tất cả. Thì có nghĩa là sau này được thả ra rồi đi qua Mỹ, phải không? Đó là có mấy vị nói trước hết. Nhưng mà lời của mấy vị nói là câu nào trúng câu đó. Mình đang kiếm cái bài lóc cóc. Đây cũng nhờ đệ tử Mai rồi ha. Làm cuốn này cũng gọn nè. Nhiều lắm mà kia bỏ lên đây mở thôi. Có mấy bài kia. Tại vì mỗi một bài á, là của mỗi một vị. Nhưng mà có bài á, thì của Đức Thầy. Có bài thì có Ngài Trận Đạo, có bài thì có vua Quang Trung, có bài thì có Nguyễn Minh Trực, có bài thì có ông Nguyễn Thái Học. Tức là mỗi vị viết theo ý. Nhưng mà số có những bài là của Ngài Phan Đình Phùng.
Ngài Phan Đình Phùng thì Ngài viết thơ theo cái kiểu ấy, chết không có hết. Cho nên lúc mình còn sống á, mình như thế nào, mình chết mình y vậy. Bảo đảm nhưng mà tánh Bắc Ngư nè, ổng còn chính trị nhiều quá đó. Ông chết là bảo đảm ông theo Ngài Nguyễn Ông Trực. Tại vì Ngài Nguyễn Ông Trực là thần mà, cứ đi đánh mấy thằng thân trước thân sau cho ẹt là ổng á. Bữa hổm mà vụ mà bắt Trọng mà vô miền Tây á, bị què quặt á, là cũng ông Nguyễn Ông Trực làm á. Cái gì nói cảnh cáo. Ủa còn có mày nào con có làm cái tiết mục không để mình dễ tìm không? Nó không phải là cái tên, con chỉ cần đánh ba câu đầu thôi, dùng mấy ba mấy câu đầu á là cái tên, nữa là mình nhớ. Kiểu này nguyên cuốn chứ nằm khúc não ta.